và chúng ta nghĩ rằng là vào cái công việc này này, chúng ta phải bán thật là nhiều hàng chúng ta mới có được cái sự thành công, hay là chúng ta phải tuyển thật là nhiều người chúng ta mới có được kết quả tốt. Nhưng trên thực tế thì làm cái điều đó như thế nào và xây dựng điều đó ra làm sao? Là phải mạnh mẽ, khát khao và phải có một cái thái độ tốt. Cái thái độ tốt là cái thái độ tích cực ngay từ ban đầu. Điều quan trọng là các anh chị vào môi trường này chúng ta có được những cái sự hỗ trợ, có được sự tương tác, thì chúng ta cũng phải kiên trì với con đường của mình.